Alo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để thực hiện lệnh chạy lại máy sau khi các bạn đang cắt giữa chừng mà cái máy nó bị lỗi hoặc là bị cái vấn đề gì đó mà máy các bạn nhấn tiếp tục start nó không chạy. Thì các bạn sẽ cái video này sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để làm được điều đó. Đấy, có nghĩa là các bạn đang chạy trình như vậy mà máy bị hư hay là gì nó đứng lại giống như là cái này vậy. Đây các bạn, máy đang chạy chạy như thế này đúng không? Thì vì một nguyên nhân nào đấy thì máy bị dừng lại và không tiếp tục cắt nữa. Thì các bạn làm sao mà khi phải thì đương nhiên là chúng ta khi mà máy dừng thì cũng là phải di chuyển đầu 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 cắt đến một vị trí khác. Thì lúc này các bạn sẽ tiến hành quét toàn bộ và cho nó chạy như thế này nhé các bạn này. Thì mình làm thử trên một cái trình mới như thế này. Đây mình quét toàn bộ, mình cho chạy đúng không, giống như trên cái lúc này mình đang chạy như vậy. Đây mình cho sự chạy một cái trình như thế này để trên cái phần mềm hiển thị. Đấy. Nó cắt xong tấm thứ nhất này. Đấy, đến cắt tấm thứ hai này. Rồi bắt đầu nó dừng lại đúng không? Thì các bạn tiến hành nhấn vào set record. Khi mà các bạn di chuyển nhấn di chuyển về cái FN0, các bạn thực hiện nhấn phím FN0 khi mà các bạn máy đứng lại nhá, đúng không? Thì các bạn nhấn FN0. Thì sau đó khi mà bấm FN0 cái đầu cắt của các bạn nó sẽ di chuyển về cái gốc ban đầu mà các bạn bấm farm á. Thì các bạn nhấn vào set record. Đấy, là lưu cái gốc lúc này các bạn. Thì các bạn muốn chạy tiếp thì các bạn nhớ kích toàn bộ cái file cần cắt rồi nhấn chuột phải. Và click vào cái phần cắt ở đây, ký hiệu là L. Đấy, thì các bạn cần cắt đến chỗ nào thì các bạn nhí con trỏ vào cái vị trí mà đang cắt dự, các bạn nhấn chuột phải. Đấy, thì ở cái mục con trỏ chuột phải này các bạn có một cái tùy chọn, đó là cái phần giống như ở đây, như ở trên cái máy này mình sẽ kích và chọn này. Đây là posting here. Đấy, có cái tùy chọn là Z thì máy sẽ tiến hành bắt đầu sẽ chạy lại cái vị trí mà lúc máy đã dừng. Đấy, cái này hôm trước mình có nói qua rồi nhưng mà hôm nay mình sẽ làm video riêng để cho các bạn có thể nắm bắt cái phần này. Đấy, nếu thấy bổ ích và hay các bạn nhớ like và subscribe, chia sẻ video giúp mình để mình ra những video tốt hơn. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.